Kính chào quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, họp báo đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Iraq. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Iraq chùn bước nói một điều về đội tuyển U23 Việt Nam khiến cho cổ động viên của nước này vô cùng lo lắng. Và cùng với đó là thông tin liên quan đến đội hình ra sân của đội tuyển U23 Việt Nam cực mạnh để đối đầu với đối thủ này. Và cuối cùng, đó là huấn luyện viên của đội tuyển U23 Thái Lan tuyên bố chấn động rằng sẽ toàn thắng tại Dubai Cup, khiến cho tất cả các đội bóng khác phải kinh hãi. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tuyển bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì đội tuyển U23 Iraq đương nhiên là được đánh giá cao hơn một chút so với đội tuyển U23 Việt Nam ở trước lượt trận đầu tiên tại giải giao hữu Dubai Cup 2022. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Iraq có chia sẻ rằng U23 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất tại giải, không thể đánh giá thấp họ sau sự phát triển toàn diện của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã cho những cầu thủ xem video trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan để phân tích sức mạnh của họ. Các cầu thủ của Việt Nam chuyển đổi trạng thái cực nhanh từ phòng ngự sang phản công. Chúng tôi phải tìm cách ngăn chặn họ bằng cách pressing để giảm các đợt tấn công. Và buổi tối ngày hôm nay, ngày 23 tháng 3 theo giờ của Hà Nội, thì chúng ta sẽ có cuộc đối đầu với đối thủ này trên đất của AOE. Và đương nhiên thì thầy trò của huấn luyện viên Lee Jang-jin sẽ được đánh giá là cao hơn khá nhiều khi mà đội hình của họ có khá nhiều những đội cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Hiện nay thì đội tuyển U23 Iraq đã triệu tập 5 cầu thủ chuyên nghiệp tại châu Âu để chuẩn bị cho giải này, bao gồm rất nhiều những cầu thủ có tên tuổi và có được cái chiều cao cực tốt và kỹ thuật tuyệt vời. Và huấn luyện viên của đội tuyển U23 Iraq có chỉ ra sự hiện diện của những cầu thủ trên cũng sẽ giúp cho họ có thể tăng cường được khả năng tấn công và trong việc vượt qua hàng thủ của đội tuyển Việt Nam và có thể triển khai được lối chơi để phù hợp khi mà đối đầu với đội tuyển Ả Rập Xê Út cách đây khoảng vài ngày. Đội tuyển U23 Iraq coi đây là một giải đấu rất quan trọng trong cái quá trình chuẩn bị trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ được diễn ra vào khoảng đầu tháng 6 tới tại Uzbekistan. Trong khi đó thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đã tới UAE vào buổi sáng ngày 20 tháng 3 và đã có được những buổi tập làm quen sân. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận thứ hai gặp đội tuyển Croatia vào ngày 26 tháng 3 và trận thứ ba sẽ đá ngày 29 tháng 3. Đối thủ sẽ được xác định sau khi kết thúc hai lượt trận đấu đầu tiên. Và đây là giải đấu thử lửa của đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà và vòng chung kết U23 châu Á. Còn thực tế hiện nay khi mà chúng ta nhìn vào danh sách của những đội tuyển tham dự tại Dubai Cup, chúng ta đều thấy rằng đều là những đối thủ rất mạnh cả. Thế nhưng với việc là chúng ta vừa được chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022 vừa qua thì quả thực cũng giống như huấn luyện viên của đội tuyển U23 Iraq có đánh giá thì khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công của đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta là quá tuyệt vời. Và cộng với đó nữa thì ở giải này chúng ta cũng có rất nhiều những cái tên có kinh nghiệm, có đẳng cấp hơn với những lứa cầu thủ trẻ, đặc biệt cũng chỉ là U21 vừa qua tham dự giải U23 Đông Nam Á vừa qua thôi. Vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là việc đối đầu với những đối thủ cực mạnh tại giải Dubai Cup này mang đến những trải nghiệm tốt, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến những chiến thắng trước những đối thủ được đánh giá là cao hơn chúng ta khá nhiều. Sau đây thì là một đội hình dự kiến cũng có thể sẽ được huấn luyện viên Lee Jang-jin sử dụng trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Một đội hình mà kết hợp cũng khá nhiều những cầu thủ mới ở đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 vừa qua. Cùng với đó là rất nhiều những cái tên và thậm chí là những cầu thủ đã có rất nhiều kinh nghiệm tại V-League vừa qua. Ở vị trí thủ môn thì đương nhiên vẫn là cái tên Văn Toản rồi. Còn ở vị trí trung vệ thì với việc là huấn luyện viên Lee Jang-jin cũng rất ưa thích với sơ đồ ba trung vệ giống như Robert Parser. Vì vậy mà những cái tên như là Quang Vinh, Văn Tới và đặc biệt đó là Quang Thịnh sẽ được sử dụng trong vị trí của những cầu thủ nơi hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Ở vị trí tiền vệ thì với sơ đồ 3-5-2, huấn luyện viên Lee Jang-jin hoàn toàn có thể sử dụng một lúc 5 cầu thủ ở vị trí tiền vệ gồm có Tuấn Tài, Hữu Thắng, Trọng Long, Quang Nho và Văn Đồ. Ở trên vị trí tiền đạo thì sẽ có 2 cầu thủ đó là Việt Cường cũng như Văn Đạt. Cùng với đó ở giải đấu này thì đương nhiên thì thầy Lee sẽ có rất nhiều những sự thay đổi người bởi đây là giải đấu thử nghiệm, giải đấu giao hữu thôi. Cho nên là việc thay người thử nghiệm sẽ được huấn luyện viên Lee Jang-jin tiếp tục thử nghiệm cùng với đó là cho thay đổi liên tục để chúng ta tìm ra được những nhân tố tốt nhất để chúng ta chuẩn bị cho SEA Games 31 và đặc biệt nữa đó là vòng chung kết U23 châu Á 2022. Vâng và quý vị bạn có dự đoán như thế nào về tỷ số của trận đấu ngày hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Iraq?
thì có thể hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Lái nhé. Và hy vọng rằng quý vị và bạn hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông bên cạnh, chọn tất cả để có thể nhận được tất cả những thông tin mới nhất mà Tuấn Lái cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Và thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là một phát biểu có thể nói rằng chấn động tới từ huấn viên của đội tuyển U23 Thái Lan. Ông này có tuyên bố rằng là muốn toàn thắng tất cả các trận đấu tại Dubai Cup. Huấn luyện viên của đội tuyển U23 Thái Lan, ông Srimaka, tuyên bố rằng đội bóng đất chùa vàng đang muốn thắng toàn bộ những trận đấu tại Dubai Cup để chuẩn bị cho SEA Games và giải U23 Đô châu Á 2022. Phát biểu trên truyền thông của Thái Lan khi mà đến Dubai tại UAE để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Dubai Cup, huấn luyện viên Srimaka của đội tuyển U23 Thái Lan có chia sẻ rằng chuyện đội tuyển U23 chỉ tập trung trong thời gian ngắn trước khi dự Dubai Cup không phải là vấn đề gì quá lớn dành cho chúng tôi. Thế hệ cầu thủ hiện tại từng thi đấu chung với nhau tại giải U19 châu Á ở Indonesia vài năm trước, cho nên là các cầu thủ không lạ gì nhau cả. Đối thủ Qatar của U23 Thái Lan tại Dubai Cup cũng là đối thủ mà chúng tôi cũng đã từng đối đầu tại giải U19 châu Á nói trên. Và ngoài Qatar ra thì đối thủ còn lại ở giai đoạn 1 tại Dubai Cup của U23 Thái Lan đó chính là đội tuyển Trung Quốc. Đội bóng hiện gặp rất nhiều những vấn đề về mặt chuyên môn và ngoài chuyên môn thì do đó mà huấn luyện viên Srimaka không hề ngại một chút nào đội tuyển U23 Trung Quốc và ông có chia sẻ thêm rằng chúng tôi có thông tin về đội tuyển U23 Trung Quốc dù là không nhiều. Dù sao thì U23 Thái Lan hoàn toàn có thể quan sát U23 Trung Quốc đá trận đấu đầu tiên rồi tính toán tiếp cho trận đấu thứ hai của mình. Trong hai trận đấu với U23 Qatar và U23 Trung Quốc, mục tiêu của đội tuyển U23 Thái Lan đó là giành chiến thắng để giành trọn vẹn 6 điểm. Và chiến thắng sẽ giúp cho những cầu thủ chúng tôi tự tin hơn để tiếp tục tiến bộ tại SEA Games và vòng chung kết giải U23 châu Á. Đó là những gì mà thuyền trưởng của đội tuyển U23 Thái Lan có chia sẻ. Và như chúng ta được biết thì tại SEA Games diễn ra vào tháng 5 năm nay, đội tuyển U23 Thái Lan là một trong những đối thủ chính của đội tuyển U23 Việt Nam trên con đường chúng ta tiến tới giành được tấm huy chương vàng nội dung bóng đá nam. Còn nữa thì tại vòng chung kết U23 châu Á thì đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Việt Nam lại làm chung tại bảng C cùng với hai đối thủ đó là Malaysia và Hàn Quốc. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu lực lượng của đội tuyển U23 Thái Lan tại Dubai Cup hiện nay là vô cùng quan trọng với đoàn quân của Huy Pauser. Và theo thông tin từ truyền thông của Thái Lan thì đội U23 đất chủ vàng đến Dubai với 23 cầu thủ, trong đó thì 21 cầu thủ đi chung chuyến với huấn luyện viên Srimaka. Còn hai cầu thủ nữa gồm có Stichok Faso và Chang Narong Prom Sikrao sẽ đến sau. Và sau khi họ hoàn tất nhiệm vụ với câu lạc bộ của họ tại giải Thái League thì họ cũng sẽ đến đây. Hiện nay thì cũng giống như là U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan cũng đang thiếu khá nhiều những gương mặt quan trọng trong lứa đội tuyển U23 do những cầu thủ này đang bận phải tập trung cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị giao hữu quốc tế vào cuối tháng 3. Hai cầu thủ vừa nêu trên gồm có tiền vệ tấn công đó là Ekalit Payan và tiền đạo Suvanat, và khả năng cao những cầu thủ này cũng có thể sẽ được bổ sung cho đội tuyển U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tại Việt Nam tới đây. Và trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật được để có thể gửi tới quý vị và các bạn. Rất hy vọng rằng là quý vị và bạn sẽ hài lòng với bản tin của Tuấn Lái ngày hôm nay. Hãy dành cho Tuấn Lái một like để ủng hộ cho Tuấn Lái nhé. Tới đây thì bản tin của Tuấn Lái cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuấn Bóng Đá.